Cựu điều tra viên nói vali đựng rượu, cựu phó giám đốc công an Hà Nội đáp trơ cháo. Không ai bỏ rượu vào cặp khóa số mang đi biếu. Nếu các cán bộ đều vì dân thì không có vụ án chuyến bay giải cứu. Quà cảm ơn đúng luật. Cựu điều tra viên nói vali đựng rượu, cựu phó giám đốc công an Hà Nội đáp trơ cháo. Không ai bỏ rượu vào cặp khóa số mang đi biếu. Thưa quý vị và các bạn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội trình bày, bị cáo Hưng nói trong cặp là mấy chai rượu. Nói trơ cháo quá, không đúng sự thật quá. Anh em mình cũng từng được biếu hàng trăm hàng nghìn chai rượu, không ai bỏ rượu vào cặp khóa số cả. Phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh luận. Tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội nói, tôi làm sai thì phải chịu, quá tin em thì phải chịu. Quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, để trốn tránh trách nhiệm hình sự trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Và các tỉnh, thành phố, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky đã bàn bạc nhờ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn tìm người giúp đỡ. Ông Tuấn đã kết nối, sắp xếp cho Hằng nhiều lần gặp cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tại nhà mình để trao đổi nhờ giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Do tin tưởng ông Hưng giúp được nên từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2022, Hằng và Sơn đã đưa hối lộ hơn 2,6 triệu đô la, chuyển toàn bộ số tiền này cho ông Tuấn để chuyển đến ông Hưng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ như trên. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá lời khai của các bị cáo Hằng, Sơn, Tuấn phù hợp với nhau về thời gian địa điểm, lý do ông Tuấn sắp xếp cho Hằng gặp nhờ Hưng giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án Hưng đang thụ lý điều tra. Bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 19 đến 20 năm tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, được quyền tự bào chữa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng một lần nữa khẳng định mình bị oan và cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm. Chiều qua thực hiện quyền tự bào chữa, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội một lần nữa trình bày lại chi tiết toàn bộ quá trình đưa nhận tiền. Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, về mặt tình cảm, bị cáo coi bị cáo Hưng như em mình. Bị cáo Hưng là người thận trọng, việc nhận tiền bố trí rất kín kẽ. Nếu bị cáo không tin Hưng, đưa bao nhiêu tiền như thế, bị cáo đã lưu giữ tư liệu thể hiện việc đó. Lời bị cáo Tuấn, tôi là bị cáo duy nhất không được hưởng lợi gì mà phải khắc phục hậu quả hơn 40 tỷ đồng. Tôi thật sự rất đau lòng, tôi sai lầm thì phải chịu, quá tin em thì phải chịu. Bị cáo Hưng nói trong cặp là mấy chai rượu, nói trơ cháo quá, không đúng sự thật quá. Anh em mình cũng từng được biếu hàng trăm hàng nghìn chai rượu, không ai bỏ rượu vào cặp khóa số cả, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trình bày. Theo trình bày của ông Tuấn, sau khi ông Hưng nhận 450.000 đô la trong chiếc cặp số, ông Hưng nói đã chuyển 350.000 đô la, còn 100.000 đô la chưa chuyển được cho lãnh đạo. Ông Tuấn trình bày, hôm đó là ngày mùng 5 tháng 12, đến ngày mùng 8 tháng 12 thì Sơn bị bắt. Mình là người giúp em mình nhưng lại là người đứng ra trung gian để chuyển tiền, làm em mình mất một đống tiền, lại liên lụy, nay phải đứng trước tòa. Vẫn theo trình bày của ông Tuấn, nếu bị cáo biết ông Hưng đã chuyển công tác thì không bao giờ để Hưng nhận tiền làm tiếp. Thâm tâm tôi nghĩ Hưng không hoàn toàn lừa đảo mà đã có những động tác nhất định nhưng không thành nên lại thành lừa đảo. Giống như tôi giúp em không thành lại thành môi giới hối lộ thì phải chịu, ông Tuấn nói. Bị cáo Tuấn phân trần, với số tiền hơn 40 tỷ nộp để khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo phải đi vay. Bị cáo cho rằng việc kê biên tài sản của bị cáo không liên quan đến vụ án nên mong hội đồng xét xử giải tỏa để gia đình bị cáo trang trải, khắc phục hậu quả. Nói về bị cáo Hưng, ông Tuấn trình bày, tôi phục khả năng thuyết phục người khác của anh Hưng. Anh Hưng có khả năng thuyết phục để người khác tin vào mình một cách tự nhiên. Anh Hưng có khả năng thuyết phục người khác theo ý của mình. Anh Hưng đe dọa đề nghị tách vụ án này ra điều tra bổ sung lại thì chị Hằng phải chịu thêm tội ở phiên tòa khác với hành vi đưa hối lộ khác. Đây là đe dọa một cách rất khéo léo. Còn với tôi, anh Hưng đe dọa ý ngoặc cho tôi thêm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hưng không nhận tội, cãi thế nào là việc của Hưng, nhưng không nên có những lời nói thất đức. Trình bày ở phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nghẹn giọng khi nêu việc bị bệnh ung thư và xin hội đồng xét xử chiếu cố cho bị cáo được giảm nhẹ tội. Quà cảm ơn đúng luật. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bị cáo trong các vụ đại án thời gian gần đây hay dùng đến cụm từ quà cảm ơn để nói về khoản hối lộ mình nhận được. Vụ chuyến bay giải cứu đang được xét xử gần đây nổi cộm với cụm từ quà cảm ơn khi được gần 2/3 trong số 21 bị cáo thuộc nhóm tội nhận hối lộ nhắc đến. Trong bản luận tội, các bị cáo của vụ đại án chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng cách gọi tiền hối lộ là quà cảm ơn là việc đánh cháo khái niệm, cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tiền lệ xấu cho xã hội. Trên thực tế, luật pháp Việt Nam
có quy định cụ thể về số tiền tham ô bị truy tố hình sự và các mức hình phạt kèm theo. Tuy nhiên, luật pháp vẫn chưa có các quy định chi tiết về giá trị, hình thức của quả cảm ơn mà cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức được phép nhận từ các cá nhân, doanh nghiệp. Nhìn ra thế giới, Mỹ là quốc gia có các quy định rất chi tiết về quả cảm ơn. Luật Mỹ gọi là Thank You Gift, hội đồng đạo đức của nước này là cơ quan ra quy định, giám sát và thực thi các điều luật về việc tặng quà, trong đó có rất nhiều quy định cụ thể và chi tiết như định nghĩa quà tặng là gì, quy định đối với người tặng quà, người nhận quà và giá trị của quà tặng. Đặc biệt, bên cạnh các quy định cấm nhận quà do không đảm bảo tính chất, nguồn gốc, giá trị quà tặng, còn có 2-3 nguyên tắc bổ sung về các món quà đặc biệt mà công chức viên chức có thể nhận. Thông thường, giá trị quà tặng được phép nhận tuân theo quy định ít hơn $100 một năm, khoảng 2,3 triệu đồng, không quá $50 một lần, khoảng 1,15 triệu đồng. Nếu công chức viên chức được mời ăn hay sử dụng dịch vụ nhiều hơn $50 thì buộc phải bỏ tiền túi trả hết số tiền dịch vụ, chứ không phải chi trả cho khoản dôi ra sau khi trừ $50. Điều đó giúp loại trừ cách tư duy lách luật vừa bán vừa cho. Ở Canada, bất kể viên chức nhà nước nào, kể cả thủ tướng, khi nhận quà có giá trị từ $200 Canada, tương đương 3,6 triệu đồng, đều phải làm thủ tục khai báo trong vòng 30 ngày. Trong khi đó, ở Anh, thủ tướng chỉ được phép nhận những món quà có trị giá dưới 140 bảng Anh, tức là dưới 4,2 triệu đồng. Trường hợp quà là hiện vật và có giá trị quy đổi cao hơn số tiền quy định, người được tặng sẽ phải bỏ tiền túi ra mua nếu muốn sở hữu. Gần Việt Nam hơn, Hàn Quốc là quốc gia Đông Bắc Á có quy định rất chặt chẽ về quà tặng. Nước này đã ban hành một đạo luật chống tham nhũng nghiêm ngặt từ tháng 9 năm 2016, quy định các quan chức không được nhận các quà cáp vượt quá $45, tức là khoảng 1 triệu đồng. Hình phạt cho các hành vi vi phạm là 3 năm tù giam và nộp phạt hàng nghìn đô la. Hay Nhật Bản có một loạt các quy định liên quan đến việc quan chức nhà nước nhận quà tặng, gọi là luật tiêu chuẩn đạo đức cho các quan chức và nhân viên công cộng. Theo đó, quan chức không được nhận quà tặng nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến nghĩa vụ công việc của họ hoặc gây mâu thuẫn với nguyên tắc trung thực, công bằng và không thiên vị. Có quy định rõ ràng giới hạn giá trị tối đa của quà tặng có thể được nhận. Giá trị này có thể thay đổi theo cấp bậc và vị trí công việc của từng quan chức, và quan chức phải báo cáo về các quà tặng nhận được, đảm bảo sự minh bạch và giám sát. Có thể thấy, gọi tiền hối lộ, tài sản hối lộ lên đến hàng tỷ đồng là quà cảm ơn chỉ là cách đánh tráo khái niệm vụng về. Tuy vậy, muốn hạn chế, tiến tới chấm dứt cách nghĩ, cách nói lệch lạc này, cần phải có những điều khoản luật cụ thể, chi tiết về quà cảm ơn. Khi luật hóa các nội dung về những gì cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức được và không được nhận, các cơ quan chức năng và người dân sẽ có điều kiện, căn cứ để giám sát tốt hơn quá trình làm việc và các hành vi ứng xử của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, phát hiện kịp thời những biểu hiện của tham nhũng ngay từ trứng nước. Điều đó cũng có nghĩa là nhà nước sẽ tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng tiền phải chi cho công tác xét xử, thi hành án của các vụ án tham nhũng. Nếu các cán bộ đều vì dân thì không có vụ án chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước hội đồng xét xử gần như các bị cáo là quan chức trong vụ án chuyến bay giải cứu, đều cho rằng đã làm việc rất tốt, hết lòng vì dân, nhưng không ngờ lại phạm tội. Xin lấy 4 ví dụ sau. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói trước tòa: khi tham mưu đề xuất chính sách, tôi không bao giờ dám có bất cứ tham mưu hay hành vi nào để trục lợi chính sách. Liên quan trực tiếp đến chuyến bay combo, cá nhân tôi đã nỗ lực hết sức để xây dựng các quy trình, triển khai. Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan trình bày: tôi và các cán bộ Cục lãnh sự luôn dựa trên các tôn chỉ này để cố gắng. Tôi luôn đặt công tác bảo hộ công dân và lợi ích công dân lên trên tất cả, luôn coi công dân bị mắc kẹt và gặp khó khăn ở nước ngoài như người thân của gia đình mình, cần hỗ trợ đưa về sớm và hiệu quả nhất. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cũng kể công: thời điểm dịch xảy ra ở Hà Nội, bị cáo thường xuyên tháp tùng Thứ trưởng đi công tác phòng chống dịch ở nhiều tỉnh thành, bị cuốn vào guồng công việc mà không nhận thức được hành vi sai trái khi nhận tiền của doanh nghiệp. Bị cáo Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tự đánh giá về mình: với trách nhiệm nhiệt huyết, bị cáo đã tập trung làm công việc này. Nếu tổ chức cách ly tốt thì giảm thiểu lây lan dịch bệnh. Bị cáo đã chỉ đạo các ban ngành làm tốt công tác này. Với vị thế là thủ đô, yêu cầu đặt ra là không có sai sót với công tác phòng chống dịch. Các bị cáo nói không thuyết phục bởi vì làm những việc được giao trong thời điểm chống dịch là nhiệm vụ của các cán bộ, quan chức, tùy theo vị trí công tác của mình. Khi nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, đó là chuyện bình thường. Cán bộ không thể lấy việc mình hoàn thành nhiệm vụ để xem đó là công lao. Liên quan đến ý kiến của các bị cáo cho rằng không ép doanh nghiệp, chỉ nhận tiền như quà cảm ơn, xin trích bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát: các bị cáo đang làm nhiệm vụ,
chức trách của mình nên không thể coi là cảm ơn khi số tiền bằng cả gia tài mà nhiều người mơ ước, không thể coi là cảm ơn khi người đưa buộc phải đưa. Các bị cáo là cán bộ, quan chức thừa biết doanh nghiệp không bỏ tiền túi hàng chục tỷ đồng để đưa cho mình, mà đó là tiền từ túi của bà con lên máy bay giải cứu về nước, nhưng họ vẫn lấy. Trong lúc hoạn nạn, bao nhiêu thân phận khốn khó, khốn đốn tìm cách về nước lại còn bị bắt chẹt, chặn họng lấy tiền. Vậy thì nói vì dân, coi dân như người thân của gia đình là điều dối trá. Nếu tất cả cán bộ, quan chức thực hiện chuyến bay giải cứu chỉ vì công việc, một lòng vì dân thì làm sao có vụ án này?